Thưa quý vị, năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý hơn 13.000 vụ việc, tăng hơn 1.800 vụ so với năm 2022. Trong số này, hơn 86% vụ việc được giải quyết. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2023, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án có những tiến bộ cả về tiến độ và chất lượng giải quyết. Đã ghi nhận là số lượng án hủy, án sửa do chủ quan đều dưới 1,5%. Năm 2024, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Trong đó chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.